Thưa quý vị, ca khúc Mộng Chiều Xuân, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngọc Bích, được viết từ đầu thập niên 50. Ca khúc này được viết theo thể điệu tango, rất dễ thương, những lời ca nghe rất du dương và êm ái. Với nhiều người yêu nhạc xưa, thì bài hát Mộng Chiều Xuân của nhạc sĩ Ngọc Bích chính là bản tân nhạc phổ biến nhất trong những ngày khởi đầu của năm mới. Giai điệu trữ tình và lãng mạn đã mang người nghe chìm đắm trong từng giấc mộng của ngày xuân, với cơn gió chiều thầm vương bao nhớ nhung và những ngây thơ dáng huyền đẹp trong mơ. Với nhạc sĩ Ngọc Bích, mùa xuân là đại diện cho niềm hy vọng, là mùa của bao ước hẹn tuổi trẻ, là mùa của sự khởi đầu. Mùa xuân cũng sẽ đem đến những niềm vui, xóa đi những phiền muộn trong cuộc sống và mang đến niềm hy vọng, vững tin vào một ngày mai tươi sáng. Ngay sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của MC ca sĩ Hồng Vân. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hờ hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày mong chờ, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngây thơ dáng huyền đến trong mơ, lòng em bớt sầu. Mộng vàng phủ tan theo gió chiều, biết anh về đâu. Hay trả lời lòng em mấy câu, tình duyên với anh trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ái ân kéo tan ngày mới. Chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui nguồn sóng mơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu trăng, lòng tha thiết buông theo tiếng đàn, mơ đời ái ân những ngày mong chờ, sống trong mộng đẹp ngày xuân. Ngây thơ dáng huyền đến trong mơ, lòng anh vớt sầu. Mộng vàng phủ tan theo gió chiều, biết em về đâu. Hay trả lời lòng anh mấy câu, tình duyên với em trong kiếp nào. Xuân còn thắm tươi, anh còn mong chờ, ái ân kéo tan ngày mơ. Xuân còn thắm tươi, em còn mong chờ, ái ân kéo tan ngày mơ. Kính thưa quý vị, hình ảnh chiếc lá mong manh trên cành rồi rơi rụng đã là nguồn cảm hứng không kể xiết cho biết bao thi nhân từ trước đến nay. Cũng từ đó đã có những áng thơ hay, những ca tình lãng mạn ra đời. Điển hình là bài Buồn Nào Như Lá Bay, một sáng tác được coi là thành công nhất của nhạc sĩ Hoàng Khai Nhan, với nỗi nhớ nhung của một mối tình đã qua. Nhớ đôi tay em buông lơi khi hờn dỗi,
nhớ mùi tóc em, nồng thơm hương cỏ dại, gợi lên sự khát khao mong chờ cho cơn mưa đưa người yêu trở lại. Thưa quý vị, ca khúc Buồn Nào Như Lá Bay do nhạc sĩ Hoàng Khai Nhan sáng tác, ca sĩ Ngọc Tâm Hương trình bày. Thank you.
dầu tan trong hư vô, đêm lạnh run đôi môi khô, ngỡ như ngôn ngữ xưa xa mịt mờ. Về trong đêm hoang liêu, tư niệm vui nương chân theo, phấn son xạo điểm trang cho tình yêu. Trời còn mưa ướt vai như ngày xưa yêu em từ đó, hồn vừa xanh bóng cây, cây đời đang những nhánh phơ phơ, chừng như mưa trong đêm nay muốn em về rồi trở lại. Tóc hoan vu thơm mây cỏ dài, tình chợt sáng trong đôi mắt ai. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nghệ sĩ với cung đàn số 27 trong những giây phút vừa qua. Xin cảm ơn các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ cũng như các ca sĩ thân hữu, những ca sĩ ở xa cũng đã đến để gửi những video tham gia cho chương trình này. Chúng tôi xin hân hạnh làm chiếc cầu nối để mang những bản nhạc, những tiếng hát, lời ca để gửi đến quý vị, để chúng ta có những giây phút thanh thản và trở về với những ký ức, những khung trời đầy ắp kỷ niệm. Cảm ơn Đài Lý Sài Gòn TV đã tạo cơ hội cho chúng tôi, các anh chị em trong câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ, có thể giới thiệu chương trình này đến khán giả của đài ở khắp nơi. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại 714-403-9315 hoặc địa chỉ email nghệ sĩ với cung đàn@gmail.com. Xin trân trọng kính chào quý vị và xin kính hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.